chuyện kể đâu từ đâu? Chị có cháu mấy tuổi rồi kia, bệnh như thế nào rồi, và sau khi bấm huyệt thì như thế nào? Vâng, cháu được 8 tuổi, tên là Việt Anh ạ. Thì hôm cháu bị bệnh tự kỷ. Hôm qua sau khi mà bấm mọi hôm ấy thì cháu không chơi. Nhưng mà hôm qua sau khi mà bấm huyệt xong ấy thì tối về cháu có chơi với lại em cháu một tí. Thì như thế nó đã là rất là tiến bộ, vì ngày xưa cháu không có giao tiếp. Với lại tối thì ngủ ngon hơn. Nó bất tác động không? Cũng cảm ơn em. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.